Dạ xin kính chào anh. Hôm nay anh giải cứu được tất cả những loài thủy tộc nào kính thưa anh? Hôm nay nhóm của anh đi phóng sanh được tổng cộng là 480 kg cá lớn và 50 kg cá nhỏ. Tổng cộng là khoảng được 530 kg tháng này. Anh thấy cái phong trào chia sẻ năng lượng tích cực của anh mỗi ngày một phát triển hơn nhờ có tâm bồ đề kiên cố của các anh giúp lan tỏa cho mọi người chung tay hùng cứu chia nhau đúng không? Nhờ mấy em nữa là chia sẻ ra cộng đồng với không nhờ các anh đã lan tỏa thôi. Nhiệm vụ của tụi em thì phải làm, còn mọi anh là chia sẻ và lan tỏa làm gương tốt cho mọi người. Em công đức này hồi hướng cho tất cả được mạnh khỏe bình an. Tinh phẩm địa phẩm, gì đâu mà. Và lời thành tâm của anh hồi đó anh qua cầu quá giải đại dịch đó, thì nay đã thành sự thật. Mọi người đã gặp nhiều may mắn. Chúc sức khỏe cho anh Bồ Tát hay gì đâu. Rồi chúc cho đạo tràng của anh vô lượng cát tường nha, gặp nhiều may mắn. Rồi có rất nhiều A Di Đà Phật đã thể hiện đến dòng sông này để giải cứu động vật. Cảm ơn rất nhiều A Di Đà Phật. Rất nhiều vị Phật đến đây để giải cứu cho tất cả các loài thị tộc trên giao dưới thế. Mọi người ai cũng từ đi và trí tề hết nha. Mà ai cũng đúng là Phật. Phật đạo đồng. Nhưng của anh hiểu thì vẫn duy trì ăn hết nha. Các nhà đừng quên liên lạc với số điện thoại của chúng con là 0589454256. Mình đi trên bờ thì mình đòi nón, mình xuống sông xuống biển thì mình mặc áo phao cả nhà cho nó an toàn cho nó cả nhà. Đừng làm các việc ác mỗi năm được bình an, chuyên làm các việc lành hàng năm đều như thế. Từ bi trùm khắp các pháp giới, chỉ thị khắp nhân gian, lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp, lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài, lấy chân thành phát triển giao lưu, lấy nhân tu cầu sinh cực lạc như đây. Cảm ơn cả nhà đã đồng hành và ủng hộ cùng chúng con. Số điện thoại 0589454256. Xin chúc phúc mọi người, xin cảm ơn mọi người.